Đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách bổ dưa hấu nhanh và đẹp mắt nhé. Nguyên liệu của mình gồm có một quả dưa đây các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ đi bổ nhé. Các bạn chuẩn bị cho mình mấy cái đĩa. Trước tiên là mình sẽ bổ quả dưa này ra làm đôi đấy các bạn ạ. Để dùng thớt. Thì các bạn mình sẽ cắt bằng đôi quả dưa hấu này nhé. Đây, mình đã được quả dưa hấu như thế này. Và mình sẽ làm một nửa quả và một nửa quả mình để bên cạnh đó các bạn nhé. Để cho mình đôi quả này mình sẽ cắt dài nó ra. Các bạn úp xuống cho mình nhé. Và mình sẽ cắt gọt vứt vỏ đi các bạn ạ. Các bạn cắt gọt vứt vỏ như này cho mình nhé. Và với như bên này các bạn cũng làm như thế. Mình sẽ cắt để đến cái phần nó còn màu đỏ ấy, các bạn ạ, để mình ăn. Đây các bạn, sau khi mình gọt được hết hai phần như này rồi, bây giờ các bạn cho mình ra một cái đĩa. Đĩa này hơi nắng. Rồi, mình sẽ bỏ bớt hai phần đầu nữa. Thì phần đầu này nó không có gì cả. Và các bạn thái miếng ra cho mình nhé. Các bạn thái miếng vừa ra. Mình thái miếng vừa ăn đấy các bạn ạ. Khi có cỗ thì là mình làm như thế này. Đây các bạn, sau khi mình cắt xong mình đã được một quả dưa như thế này nhé. Bây giờ mình sẽ di chuyển những miếng dưa này ra để cho nó thành đẹp ra các bạn ạ. Các bạn di chuyển cho mình ra nhé. Mình sẽ xếp nghiêng sang hai bên ấy, để tạo thành cho đĩa dưa của mình nhìn nó đầy đặn ấy, và nó đẹp mắt ấy. Đấy. Các bạn cứ ấn cho mình sang hai bên ra. Đây các bạn, như thế này là mình đã được một đĩa dưa đây các bạn ạ. Và mình sẽ lấy thử ra các bạn nhé. Đây, dưa của mình rất ngon đây. Và mình sẽ ăn những phần trên này. Và cái này là mình cầm tay các bạn ạ. Mình không cần phải bỏ đi nữa. Đấy. Mình thấy dưa rất đẹp mắt nhé. Đây là cách thứ nhất và mình sẽ hướng dẫn các bạn với các cách khác nữa nhé. Mình sẽ để ra bên cạnh này nhé. Với cách khác thì các bạn đây, các bạn bổ cho mình quả dưa này ra làm đôi nhé. Miếng dưa này mình lại bổ ra làm đôi. Và các bạn với cách này thì các bạn khoét cho mình nhé. Các bạn phép cho mình đến cái phần màu hồng này. Các bạn dùng cái dao nhọn phép cho mình. Các bạn phép vào sâu nhé. Để cho cái phần dưa này của mình nó lăn được lên đấy nhé. Nó không còn dính vào trong vỏ nữa, để sau mình thái nó ra, nó rời ra các bạn ạ.
Các bạn dùng mũi dao nhọn và mình khoét hết vào phần trong nhé. Khi dưa nó rời ra như thế này các bạn nhé. Rồi bây giờ mình sẽ thái miếng ra các bạn nhé. Các bạn cũng chia theo miếng vừa phải nhé. Và mình cũng thái hết ra nhé. Với cách này thì mình làm ăn cỗ ấy, thì là khách hoặc là mình ăn ấy, thì mình chỉ cần dùng dĩa là được, không cần phải dùng tay gì nữa, mình ăn được hết luôn không hề bỏ. Đây các bạn, và mình cho vào cái đĩa như này, và các bạn cũng dê ra cho mình sang hai bên nhé, cho nó tự duyên mình nhìn nó đẹp đấy. Thái nó hết, mình sẽ thái được hết ra. Đây các bạn, như vậy là mình làm xong đấy. Các bạn nhìn thấy đĩa dưa của mình rất đẹp chưa? Và mình nhé, sẽ lấy một miếng để thử nhé. Đây các bạn, dùng dĩa như này là được. Bây giờ mình sẽ trả lại đĩa dưa như thế này. Và mình đã có được đĩa dưa rất ngon rồi các bạn ạ. Mình cũng bể ra bên cạnh để mình làm nước miếng còn lại nhé. Để miếng còn lại này thì các bạn dùng cho mình cái lạo nhé. Còn là không có thì mình dùng hẳn cái lạng này mình, hay là mình vỏ đi các bạn. Miếng này mình sẽ vỏ hẳn vỏ hết, chứ mình không cần dùng lạng. Nhưng mà dùng lạng thì chỉ lạng một ít cho qua này thôi. Các bạn dùng dao có thể vỏ cho mình nhé. Dao mình vỏ hết vỏ hết. Thế này là được rồi các bạn ạ. Và các bạn khía cho mình nhé. Khía cho mình nhé. Để mình tạo cái hình cho nó đẹp ấy. Cái dài cho quả dưa cho mình. Và các bạn bỏ cái phần này đi cho mình nhé. Đây là mình làm sóng quả dưa các bạn. Rồi, quả này các bạn chia làm đôi cho mình nhé. Các bạn ước lượng chia làm đôi cho mình. Và mình sẽ cho vào cái đĩa các bạn ạ. Mình sẽ chặt làm đôi nhé các bạn nhé. Đây các bạn, mình sẽ chặt được dưa, mình dưa ra làm đôi như thế này. Đây, mình đã khía đây, là có hai cái vết đây các bạn ạ. Và bây giờ mình sẽ cắt nhé. Các bạn cắt cho mình những miếng dưa vừa ăn thôi nhé. Vì nó vừa đẹp mà mình ăn cũng dễ. Bây giờ các bạn cũng xếp nghiêng cho mình. Với những cái dưa này các bạn xếp nghiêng ra. Cái đĩa này của mình nó hơi bị dốc và khó xếp. Nghiêng sang hai bên, mình không có cái đĩa phẳng. Một đĩa phẳng thì mình làm được đẹp hơn. Để khắc phục nó các bạn.
Đây các bạn, như vậy là mình đã làm xong một đĩa dưa như vậy. Với một quả dưa thì các bạn có thể làm được 3 đĩa dưa như thế này, hoặc là các bạn bổ mắm đôi ấy, kia thì là một quả dưa này các bạn có thể làm được 4 đĩa. Nhưng với đĩa này của mình hơi to nên là mình bổ theo cách này, mình phải to như thế là thành mình được 3 đĩa dưa các bạn ạ. Như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cách bổ dưa vừa nhanh vừa đẹp mắt rồi. Các bạn có thể làm cho đám cỗ hoặc là gia đình mình ăn, nhìn nó cũng hay và lại bắt mắt mà lại sạch sẽ, mình có thể ăn bằng dĩa nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo của mình nhé. Các bạn thích có thể like và chia sẻ đăng ký kênh của mình Ẩm thực miền quê nhé.